trùng, các bệnh lý viêm, vô căng, các bệnh lý về mạch máu, chuyển hóa, rồi các tác dụng phụ sau điều trị u, rồi các cái u tụy, rồi các bệnh lý mạng tụy. Các cái tổn thương tụy thì rất là đa dạng và rất là khó để có một cái chẩn đoán chính xác nếu chúng ta không dựa vào cái lâm sàng. Chúng ta chỉ dựa vào hình ảnh thì thường cái tổn thương tụy nó ít khi có cái dấu hiệu đặc hiệu để chúng ta đọc, cho nên nó rất là khó khăn. Thì cộng trừ chúng ta cần có một cái cách tiếp cận nào đó để chúng ta thu hẹp các cái dạng tổn thương để chúng ta có thể biết được cái tổn thương này có thể thuộc về nhóm bệnh lý nào. Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu cái cấu trúc của cái tụy sống. Thì tụy chúng ta có một cái cấu trúc sừng ở phần chất xám ở bên trung tâm tụy, thì có sừng trước và sừng sau. Cái sừng trước sừng sau thì đó là hình ảnh giống như một cái con bướm, và như vậy là và chính giữa của cái ống tụy thì chúng ta có một cái ống trung tâm. Khi ở phía trước thì chúng ta có khe rộng hơn gọi là khe bụng giữa, ở phía sau thì có cái rãnh giữa lưng càng hơn. Rồi các xung quanh của cái bụng chất xám đó là được bao bọc bởi các chất trắng, thì chất trắng nó có các cái cục sau, cục bên, cục trước. Như vậy thì cũng có các cái bọ, bọ gôn, là bọ thon, là bọ bất đắc. Về chất xám thì chúng ta có cục trước, cục sau và cục bên. Chúng ta sẽ có những cái bọ cấu trúc về mang chức năng. Thì cái ở phía trước thì chúng ta có cái bọ gai đồi thị, rồi bọ ở hai bên thì chúng ta có bọ gai kiểu não trước và bọ gai đồi thị ngoài. Rồi ở phía sau thì chúng ta có bọ gai kiểu não sau. Rồi ở phía sau của cuộc sau thì chúng ta có cái hệ thống cảm giác. Cái màu xanh là cây này thì nó là các cái bọ nó mang tình hướng lên, nó truyền thông tin cảm giác đến não. Ở cái phần bọ hướng xuống thì bọ màu xanh, các cái bọ này nó nằm sâu hơn. Thì ta có các cái bọ ở phía trước là các cái bọ lưỡi gai, trong bọ gai trước, rồi bọ tiền đình gai, thì phía trước là cái phía vận động. Rồi các cái bọ bọ gai ngoài, bọ lưỡi ngoài, rồi tất cả các cái nó ra phần hướng, các cái bọ này nó hướng xuống thì chuyển truyền các cái yêu cầu đến các cái neuron vận động. Về mạch máu tụy thì chúng ta có động mạch rễ tụy trước và động mạch rễ tụy sau, xuất phát từ các cái động mạch sống trước, là động mạch sống và động mạch sống trước. Rồi chúng ta có những cái động mạch phân đoạn, rồi chia ra động mạch rễ tụy trước và động mạch rễ tụy sau. Cái này rất quan trọng bởi vì phân bổ nuôi mạch máu tụy thì nó chiếm ở cái phần rễ tụy trước là nó chiếm hết 2/3 tử tụy, cho nên khi chúng ta đọc cái nhồi máu tụy thì phải ít nhất cái tổn thương nó phải kẹt cái động mạch rễ tụy trước và nó liên quan tới 2/3 máu tụy. Bạn nào tắt micro? Cái khúc bi này, khái niệm này là khái niệm của lâm sàng. Thì như vậy lâm sàng họ sẽ khám theo cái hướng cảm giác da, thì nó sẽ tương ứng với các vị trí tổn thương tương ứng của trong cái tân tụy. Cái tân tụy của cái khúc bi này nó không hề tương ứng với cái tân đột sống ở chúng ta thấy. Như chúng ta đọc trên hình ảnh học, chúng ta chỉ đọc định vị tổn thương ở ngang mức của các đột sống nào, chứ chúng ta không đọc theo khúc bi trên cổng lâm sàng. Và như vậy khúc bi là một cái rất là quan trọng cho bác sĩ lâm sàng họ khám để họ định vị được cái mức tổn thương tụy ở vùng nào. Vì cái tính khó khăn của hình ảnh học, khi chúng ta tổn thương tụy nó không có đặc hiệu nên chúng ta cần phải xem xét cái lâm sàng trước khi chúng ta cho một cái chẩn đoán cuối cùng của hình ảnh học. Thì cần thiết chúng ta còn phải là xem xét lâm sàng biểu hiện cấp tính, tuổi cấp tính, mạng cấp hay là mạng tính. Thì tuổi cấp được tính là từng phút từng giờ. Thì gặp trong cái nhồi máu tụy và các cái bệnh lý nhiễm trùng cấp. Bệnh lý cấp thì trong vòng vài ngày đến một tuần, thì trong có các cái bệnh lý viêm tụy myelin như cái bệnh xơ cứng rải rác, viêm tụy trì thần kinh NMO là viêm tụy trì thần kinh. Rồi bản cấp thì chúng ta có từ hàng tuần đến hàng tháng, thì diễn tiến lâm sàng nó có thể như rò động mạch mạng cứng, nó sẽ có diễn tiến thiếu máu tụy từng đợt từ hàng tuần đến hàng tháng, đưa gây cả cái triệu chứng của thần kinh kéo dài. Và mạng tính thì hàng tháng đến hàng năm, thì những cái bệnh lý thoái hóa thần kinh
các bệnh lý rối loạn chuyển hóa và nhiễm trùng do các cái virus chồng như HIV, các cái virus của lympho, hướng lympho của T cell ở người. Rồi dịch nội tụy thì chúng ta phải xem xét các cái dịch nội tụy có liên quan đến viêm hay không, như bệnh viêm thì hủy myelin, nhiễm trùng và các cái viêm vô căn như là sarcoidosis hoặc là viêm mạch. Bằng lý không viêm thì có nhiều máu tụy rò đồng tĩnh mạch màng cứng và u. Thì như vậy chúng ta cần phải tiếp nhận các nhóm dạng tổn thương nó có liên quan được đến cái tổn thương hay không. Đầu tiên chúng ta cần phân biệt có u hay không u là quan trọng nhất. Thì thường chúng ta phải xem xét tụy nó có phân lớn lên không. Nếu không có thì không thể không gợi ý đến u. Như vậy quan trọng nhất thì tụy phải điều kiện bắt buộc để chúng ta có đề nghị đến u hay không là phải có phân tụy. Thứ hai là có cấu trúc nang bên trong không. Nếu nang ở phía hai đầu hay là nang nằm trong u thì nang hai đầu thường là do rụng tụy, tức là dạng từ ống trung tâm của cái khối ở phía trung tâm. Rồi chúng ta xem xét có đầy lệch các sợi trục không. Thì ở đây chúng ta có kỹ thuật tractography, chúng ta đánh chụp các bọ chất trắng. Thì khi các bọ bị lệch dạt ra thì hay gặp trong một số các cái u nội tụy. Bước hai là chúng ta xem xét cái tổn thương theo hướng theo chiều dọc, thì nó kéo dài bao nhiêu tầng đục sống, nó dài hay ngắn. Khi ngắn thì được định nghĩa cái tổn thương nằm dưới 3 tầng đục sống, thì là chúng ta hay gặp trong một các cái mảng sơ cứng rải rác. Còn nếu nó dài thì chúng ta xem xét nó dài hơn 3 tầng đục sống trở lên thì sẽ gặp trong các bệnh lý viêm hủy myelin khác, các bệnh lý nhiễm trùng, rồi các cái phù tụy có nguồn gốc mạch máu như là thiếu máu tụy vân vân. Bước ba thì chúng ta xem trên mặt phẳng cắt ngang của tụy, thì trên mặt phẳng cao chúng ta dùng axiom T2 thì chúng ta cần xem xét trong tụy đó là có cái những cái tổn thương nhóm ở vị trí nào. Thì đầu tiên chúng ta xem xét nó ở cột trước hay cột sau hay cột bên. Nếu tổn thương ở đây chúng ta có cái tổn thương ở cột sau thì có sống sơ cứng rải rác, ở cột bên cũng có trong bệnh lý sơ cứng rải rác. Như vậy nhóm cột sau và cột bên nằm tương tự như thế, thì những tổn thương thoái hóa kết hợp bằng cấp nó là một cái bệnh lý do thiếu vitamin B12 hoặc là chúng ta thấy gặp trong các cái tổn thương mà liên quan tới cái sử dụng N2O cái bóng cười. Bởi đây gần đây hay dùng cái bóng cười nó gây tổn thương tụy, thì cái kiểu giống như là thoái hóa kết hợp bằng cấp nó cộng tổn thương ở phía cột sau và cột bên. Với cái tổn thương khi lan tỏa toàn bộ thì có thể gặp trong các cái viêm tụy thị thần kinh. Với tổn thương nó chiếm một phần phía trước tụy thì chúng ta cần quan tâm xem có nhồi máu tụy hay không. Nhóm hủy myelin thì đầu tiên nếu tổn thương ở một cái đoạn tầng ngắn, chúng ta có tầng khoảng tầng dưới 3 tầng đục sống thì khu trú như vậy tầng mạng thì chúng ta xem xét có phải là bệnh sơ cứng rải rác hay không. Tất nhiên chúng ta phải kết hợp với các triệu chứng lâm sàng. Thì thường ưu thế ở cột sau và cột bên. Rồi tổn thương bắt thường thông thường của một cái sơ cứng rải rác kinh điển thì nó chiếm dưới 50% diện tích cắt ngang của thiết kế cắt ngang của tụy. Như vậy chúng ta cần một hình ảnh T2 chính xác để chúng ta xem xét tổn thương tụy có nằm dưới 50% hay không. Và chúng ta tìm xem những tổn thương liên quan khác như tổn thương ở não. Nó có các cái tổn thương đi theo các cái cấu trúc cành não thức liên vuông góc với trục của cái thể trai và thành não thức hay không. Chúng ta có xem xét các cái tĩnh mạch nó có đi ngang qua của cái mảng hủy myelin không. Nếu có thì thường là nó nằm trong nhóm hủy myelin như sơ cứng rải rác chẳng hạn. Khi chúng ta nghĩ đến viêm tụy thị thần kinh, đây là một biến người ta còn gọi là hội chứng David, là một cái bệnh lý nó là một biến thể, một nhóm biến thể của sơ cứng rải rác, thì đặc biệt nó thường phải tổn thương của thần kinh trì hai bên, và như vậy nó tăng tín hiệu thần kinh trì hai bên. Ở đây chúng ta thấy rồi tổn thương tụy có đặc điểm nó lan rộng hơn và lan tỏa hơn toàn bộ cái diện tích tụy hơn, đồng thời nó kéo dài hơn ba cái thân sống khác với tổn thương của sơ cứng rải rác. Như vậy chúng ta muốn chẩn đoán một cái hội chứng David hay là viêm tụy thị thần kinh thì đó chúng ta phải tìm thuộc và ít nhất phải có tổn thương thần kinh trì và tổn thương tụy và kéo dài lan rộng. Và các cái tổn thương nào thì chúng ta có thể thấy thêm ở vùng quanh mang não thất và cái vùng proxima, tức là cái vùng ở phía ở trung tâm nôn ở phía sau hành não. Chúng ta xem xét cái liên quan của cái vị trí tổn thương ở cột sau và cột bên. Đây chúng ta tổn thương toàn bộ tụy. Với các cái bệnh lý nhiễm trùng thì khá phức tạp,
nó có, chúng ta còn có thể là nhiễm trùng cấp hay nhiễm trùng mạng tính, thì đa phần chúng ta gặp những tổn thương tụy ở các cái miệng nhiễm trùng mạng tính của tảo mô hạt, tức là các cái nhóm nhiễm trùng như lao, nấm, ký sinh trùng vân vân. Thì và các cái nhóm ở lao, nấm, ký sinh trùng thì chúng ta thấy đầu tiên tổn thương đó phải thường khu trú xung quanh là cái vùng phù tụy, và tín hiệu thường cái vùng trung vùng tụy phía mạng mô hạt đó thì nó tín hiệu thấp đến T2 hơn, sau đó nó sẽ bắt phục mạnh và dễ hàng rõ xung quanh là một vùng vùng phù. Ở đây một cái ví dụ của một cái viêm khác của do cái sảng máng, thì nó phân tụy ở đoạn tụy ngực thất dọc tụy và nó bắt thuộc ở trong tụy cả ba cái mang tụy, và giới hạn không rõ như là một cái nhiễm trùng tảo mô hạt bình thường chúng ta thấy. Cái này thì hiếm gặp, anh chị xem cho biết thôi. Một số trường hợp như là sarcoidosis thì nó có cái tổn thương tụy kiểu bắt thuộc ở vùng ống trung tâm tụy và dưới màng bề mặt sau, thì cái cách bắt thuộc này tạo ra cái hình ảnh một cái dạng đường và hai cái chỉ hai bên giống hình cái cây đến ba. Và như vậy thì nó phải có cái điều kiện tổn thương màng mềm tụy và tổn thương tụy. Thì chúng ta biết rằng cái sarcoidosis là một cái viêm vô căn, thì nó có thể tổn thương ở não, nó có các tổn thương màng cứng, phức hợp màng cứng, màng mềm, tổn thương màng bồ đào, tổn thương các cái dây thần kinh sọ. Với cái bệnh lý mạch máu thì chúng ta xem xét các cái đầu tiên cái dễ chẩn đoán nhất mà khá đặc hiệu nhất đó là chính là cavernôm của nội tụy. Thì cavernôm nội tụy thì chúng ta phát hiện là dựa vào cái tính chất có một cái khối tín hiệu thường có thể là thấp trung gian, cao trên T1 hoặc là cao và thấp trên T2, nhưng có cái lắng đọng hemosyn xung quanh rất là quan trọng, và đặc biệt là một trong thường một không bắt thuộc. Thì thường nó hiếm gặp ở tụy hơn là ở não, não thì nó gặp nhiều hơn. Nhồi máu tụy thì chúng ta cần xem xét nó tổn thương ở phía trước tụy, thì thường ở cái nhồi máu cấp của cái nhồi máu tụy thì thường hay chúng ta hay gặp ở vùng ngực thấp ở chập tụy, liên quan với động mạch Adam-Kevich là cái động mạch nuôi tụy nó không có bàng hệ tốt, cho nên nó trong một số trường hợp nó dễ bị chuyển máu tụy hơn. Ở tụy sống trước khi chúng ta có gặp một những trường hợp nó chèn ép tụy, nó có thể gây thiếu máu tụy, thì tổn thương nó ưu thế ở phần trước và phía trung tâm tụy ở phía trước và lan ra dọc theo dài có nhiều tầng đục sống. Thế có cái dấu hiệu được coi là dấu hiệu mắc rắn, đó dấu hiệu như dấu hiệu mắc rắn của cái tổn thương ở phía sân trước và phần phục trước của tụy. Như vậy thì nhồi máu tụy nó chủ yếu tập trung ở phần trước tụy và động mạch tụy về tụy trước. Chúng ta cũng cần cảnh giác đôi lúc cái dấu hiệu mắc rắn này có thể gặp trong cái bệnh sơ cứng cục bên trong cơ. Nó tổn thương cái bỏ tích sân trước ở phía trước, và nó hình ảnh nó cũng giống hình ảnh mắc rắn của bên cái hình ảnh nhồi máu tụy. Các bệnh lý mạch máu khác như dị dạng động tĩnh mạch tụy thì chúng ta có cái những dấu hiệu như sau. Thì hiện nay là nó sẽ rò động tĩnh mạch tụy thì vào cái FM tiếp 2 thì rò thì chúng ta sẽ thấy các dấu hiệu bản thân của tụy do thiếu máu tụy, phù tụy. Và những cái ở cái mạch máu bất thường ở phía màng mềm tụy có thể ở phía trước và phía sau để kết hợp hai dấu hiệu đó thì chúng ta có thể đọc, và đặc biệt cái tiêm thuốc nó rất quan trọng giúp chúng ta phát hiện những cái bắt thuộc kiểu mạch máu ở màng mềm. Với cái dị dạng động tĩnh mạch thì chúng ta phải có một cái ổ nidus, tức là một cái ổ mạch máu bất thường đi kèm với cái động mạch tới nuôi và tĩnh mạch nhận lưu, và cả cái ổ flovoid mạch máu này tín hiệu thấp trên T2, tín hiệu dòng chảy, rồi đi kèm với cái tổn thương nhiễm tụy phù hoặc phù tụy. Ở đây là một cái trường hợp thoái hóa kết hợp bằng cấp, thì chúng ta gặp là trong thiếu vitamin B12 thì nó cũng tổn thương ở cục sau và cục bên. Một số trường hợp liên quan tới tổn thương tụy do viêm tế xạ, thì tác động của tế xạ thì chúng ta sẽ thấy rằng nó đi theo cái trường chiếu, tổn thương tụy theo trường chiếu của tế xạ. Đây nó theo cái vùng chiếu xạ thì vùng xương cũng bị tổn thương tương ứng với vùng tụy theo trường chiếu. Các bệnh tụy do độc chất thuộc cái độc như là methotrexate trong điều trị một số trường hợp mà ung thư, thì chúng ta thấy nó tổn thương tăng tín hiệu ở bỏ sau tụy sau khi tiêm methotrexate ở trong màng cứng. Biến chứng này thì chỉ xảy ra trong trường hợp mà điều trị methotrexate mà bơm vào trong màng cứng.
các cái bệnh lý mang tùy thì đây là một cái nhóm bệnh cũng khá hiếm gặp mà chúng ta cũng phải lưu ý. Cái này là hướng chẩn đoán từ lâm sàng là bệnh Hirayama, là một cái bệnh ở người trẻ, nó có một những cái tổn thương kiểu yếu chi, mà nó ở cái tuổi này thì chúng ta thấy rằng khi thay đổi thì bất thường nó sẽ thay đổi theo tư thế gập hay là thế ưỡn hay gập. Thì như vậy thì khi cái khoáng màng cứng lớn khi gập và có một cái bất thường, cái màng bất thường phía sau và sau chinh phục thì bắt phục rất mạnh ở khi tư thế gập. Như vậy thì chúng ta sẽ chẩn đoán dựa vào cái chụp hình tiêm thuốc và hai tư thế thì chúng ta mới chẩn đoán cái bệnh Hirayama này. Một cái bất thường hiếm gặp khác đó là thoát vị xuyến màng cứng, tức là tụy nó bị nhô ra quá cái màng cứng và cái tụy thoát vị nó tiếp xúc với mặt sau của thân sống, nó tiếp xúc với mặt sau của thân sống và không có cái dịch nào tụy nó len vào giữa và nó khoảng sau thì nó sẽ có một khoảng dịch trùng và chúng ta cần xem xét. Nhìn qua thì nó dũng nhiều khi là một cái rồng khoang dịch nội tủy bất thường hay là một cái nám màng nhện. Và như vậy đây có một cái chúng ta cần để ý, đó là tính biến dạng khu trú của cái vùng tủy nó bị ép vào. Một cái biến dạng khu trú như tương tự như thế mà là chúng ta có cái lưỡi màng nhện gọi là arachnoid web, thì đây là một cái bất thường, nó tủy nó phải di lệch về phía trước ở cái phần, tức là do một cái bất thường của màng tủy ở phía sau nó có cái làm ẩn cái mô tủy về phía trước, dấu hiệu mới gọi là dấu hiệu cung dao mổ. Thì cái này nó phải phân biệt với thoát vị xuyến màng cứng và dịch. Như vậy chúng ta ở đây khi ép vào thì bệnh dịch nó tủy vẫn còn len vào phía trước màng cứng phía trước. Cái này là có chỉ định phẫu thuật cái lưỡi màng nhện này. Đây một trường hợp khác, khi người ta chụp bằng cách biolography CT bơm thuốc cảm quang vào thì chúng ta chứng minh dễ thấy. Cái này là bệnh cũng hiếm gặp các anh chị. Nhóm kế tiếp là do cái chèn ép tủy, thì đôi lúc chúng ta gặp mà thường gặp một số các phía từ ngoài vào nó chèn ép ở tủy thì nó gây hẹp ống sống, có thể bụng sinh, có thể do thoái hóa, có thể chấn thương, thì chúng ta có thể thấy nó bắt thuốc kiểu hình bánh kép do cái hàng rào máu não ở cái khu vực khu trụ này nó bị tổn thương. Cái này thì chúng ta đừng có nhầm về tổn thương viêm và u. Với lúc ký một số trường hợp nó bị chèn ép tủy, nó thiếu máu như vậy, nó sẽ tổn thương hàng rào máu não cục bộ và nó cũng bắt thuốc. Chúng ta cần cảnh giác. Với u thì chúng ta điều kiện đầu tiên là phải phân tủy, điều kiện thứ hai là thường có cái khối dễ hàng rõ, và điều kiện thứ ba là phải có bắt thuốc. Thì ở tủy nó khác với u thân não, thì có số một trường hợp một số u não nó không bắt thuốc, riêng ở tủy thì thường phải có bắt thuốc. Và như vậy đầu tiên là chúng ta xem cả cái hemangioblastoma, thì nó sẽ là một cái cấu trúc u có nang và có phần mông đặc, sẽ nhắc tiếp xong cái phần sau. Thứ hai là nhóm thứ hai là astrostoma, thì chúng ta sẽ gặp tổn thương cũng phân tủy. Thì đương nhiên cái giới hạn nó kém rõ hơn cái tổn thương giới hạn của bên hemangioblastoma, và cái tổn thương nó mang tính lệch tâm hơn là tính từ trung tâm tủy và nó ít xuất huyết hơn epididymum, trong khi epididymum là nó ở tổn thương phía trung tâm tủy và hay có xuất huyết ở hai đầu u và đồng vôi. Cái này thì chúng ta sẽ nhắc trong cái phần u tủy thêm. Như vậy hai cái u mà thường gặp trong nội tủy đó là epididymum và astrostoma, thì thực ngoài ra còn có nhiều cái u khác, rất là nhiều thứ u khác. Chúng ta cần quan tâm để đọc, có thể đọc được ba cái u mà chúng ta có những dấu hiệu điển hình để đọc, đó là epididymoma, astrostoma và hemangioblastoma. Ba cái u đó thì chúng ta có thể đọc và chúng ta cần quan tâm vì theo tần suất nó thường gặp. Như vậy thì hai cái u chiếm 90% của u nội tủy đó là epididymoma và astrostoma. Các u này thì về mặt hình ảnh chúng ta có thể không phân biệt được một cách đặc hiệu, cho nên người ta chẩn đoán, người ta nói rằng với chẩn đoán phân biệt hai u này phần lớn chúng ta dựa vào tuổi nhiều hơn là dựa vào cái đặc điểm hình ảnh. Như vậy các cái u nội tủy thì ở tục tủy sống thì chúng ta cũng thấy rằng cái u màng não màng ống nội tủy nó chiếm phần lớn, sau đó các cái mấy u sau bào. Ngược lại với u não thì u sau bào nó chiếm phần lớn, u thần kinh đệm sau bào, dạng sau bào
chiếm phần lớn, trong khi cả EU Evangelium là chiếm thấp hơn. Một cái đặc tính chung của tất cả các u nội tụy như đã nhắc hồi trước, bắt buộc là phần, thứ hai là bắt buộc gần như là phần lớn các cái tổn thương đều bắt thuộc phần lớn. Và cái thứ ba là nang trong u thì có hai dạng nang, nang ở phía hai đầu do rộng tủy và cái nang ở phía trung tâm là nang của u. À, những cái u mà thường gặp như đã nói và các u ít gặp thì rất nhiều, và chúng ta gần như hình ảnh học chúng ta không đủ khả năng để đọc cái tên u này một cách chính xác. Thì cái Evangelium thì các cái nghiên cứu thì vẫn cho thấy rằng cái tuổi nó là lớn hơn Acrostome, cho nên chúng ta quan tâm cái tuổi là vì thế. Thì tuổi trung bình của Evangelium thì thường khoảng chừng 38-40, và nam nhiều hơn nữ. Nó chiếm phần lớn các cái u nội tụy ở người lớn. Và vị trí thì có hai cái vị trí chúng ta quan tâm, đó là vị trí ở vùng cổ và vùng trọc cung tụy và dây tần, hai vị trí thường gặp nhất, trong khi vùng ngực thì ít gặp hơn. Như vậy thì chúng ta có nhóm u, 60% của cái u Evangelium này nó nằm ở dây tần có cái thể đứt kinh niên, và chúng ta có thể chẩn đoán được đó gọi là thể nhũ nhầy, gọi là mesopapillary Evangelium. Vì cái u nó phát triển chậm cho nên cái tổn thương hay gặp ở những người lớn tuổi là vì vậy. Có những trường hợp nó đến tầm phát triển tầm mười mấy 20 năm. Có cái viêm xuất huyết ở xung quanh gọi là nắp hemosiderin, rồi có các cái nang ở trong u, rồi rộng tụy ở hai đầu u vân vân. Và cái đặc biệt khi chúng ta chẩn đoán cái này là một cái u mà có thể phẫu thuật được vì nó bóc tách u rất dễ. Cái đặc điểm chung thì chúng ta không cần phải nhớ nhiều đâu, bởi vì thực sự nó ít đặc hiệu. Chúng ta chỉ nhớ một cái đặc điểm chính, đó là dấu hiệu nắp và là hemosiderin ở xuất huyết ở hai đầu u, nếu có thì rất đặc hiệu hơn. Và còn quanh u thì phù thì cái u nào nó cũng thường xảy ra cả. Đặc biệt thứ hai chúng ta cần nhớ đó là tính chất trung tâm tụy của cái u Evangelium vì xuất phát từ cái màng ống nội tụy. Đặc điểm thứ ba là hay có thêm cổ trung nam và rộng tụy ở hai đầu u. Đó là những cái tổn thương chúng ta cần nhớ. Đây đầu tiên thì chúng ta thấy một ví dụ kinh điển là một cái khối đặt ở trung tâm và có nang và rộng tụy, nang ở phía trên đi kèm phù và rộng tụy. Đặc biệt khi hình ảnh cắt ngang, chúng ta cần tìm thấy cái tính chất trung tâm của tụy là khối nằm ở phía trung tâm. Đặc điểm nữa là chúng ta đi tìm các cái cấu trúc viền hemosiderin. Như vậy để tìm cái viền này chúng ta chụp cái hình ảnh sai tan mà gradient echo chứ không chụp spin echo, lúc đó chúng ta dễ phát hiện cái hemosiderin hơn. Ở đây khi mổ ra thì chúng ta sẽ thấy rằng một cái khối dưới hàm rất rõ, đây nằm ở trung tâm tụy. Trường hợp khác đây là ở vùng tụy ngực hiếm gặp hơn. Với dây tần thì chúng ta sẽ thấy một cái khối nó giống hình xúc xích, nó lấp đầy ống trung tâm và nó hay tạo cái khuôn bắt buộc rõ. Đầu tiên là cái tổn thương nếu nó dễ thường nó kéo dài, từ chúng ta thấy cái khối nó sẽ đi liên quan với cái dây tần. Tuy nhiên nhiều khi cũng chúng ta không sẽ tìm thấy được một cách dễ dàng, và như vậy thì tổn thương nó sẽ trải dài từ phía chóp tụy dài cho tới tầng cả cái theo đi theo của cái lá dưới tầng thì cho nên tới tầng người ép đặt một xung công, và nó còi kéo dài rất là dài. Với những cái tổn thương ngắn theo Ockborn thì người ta thấy rằng chúng ta luôn luôn nhớ phải chẩn đoán phân biệt, vì rất khó phân biệt bởi u bao dây thần kinh schwannoma ở cái vùng này, hình ảnh nó giống nhau nếu tổn thương nhỏ ngắn ít một hai tầng đốt sống, còn cái kéo dài rất dài và phân mũi và đúc khuôn thì chúng ta gợi ý hơn bởi của tổn thương của cái Evangelium nhầy hơn. Đây trường hợp này là nó ngắn mà nó ở vùng chóp tụy, nhưng chúng ta tìm được cái vị trí trung tâm tụy và nó phía ở ngay tầng chóp tầng thì chúng ta chẩn đoán được. Trường hợp này nó đúc khuôn và kéo dài, nó có thể có xuất huyết bên trong. Cái này thì chúng ta cũng có thể chẩn đoán được dựa vào cấu trúc ở đây mô đặc nang và rất kéo dài. Ở đây trường hợp này nó kéo dài từ đột sống L2 đến L5,
Trường hợp này nó bắt thuộc và rất là dài đó. Cái những trường hợp này là khá kinh điển, thì mổ ra nó cũng chất nhầy, khối có chứa chất nhầy, bị cái tận đốt khuôn đó, nó làm rồng cái mòn, khuyết mòn cái mặt sau của thân sống, khuyết mòn và thường đào mòn ở mặt sau rồng gọi là scalloping, nó đào đào vậy, người ta gọi là remodeling, tức là nó tái tạo cái khuôn, đốt khuôn do cái khối u nó phát triển lâu ngày nó mòn như thế. Đây là một cái tiêu chí rất quan trọng, chúng ta có thể đi phân biệt với một số trường hợp khác. Một số trường hợp viêm nhiễm thì sinh trùng nó cũng tổn thương dài như thế này và nó cũng bắt thuộc vào ở cái vùng dây tận như thế này. Tuy nhiên nó có tính chất đốt khuôn mòn xương. Đây là một đặc tính quan trọng để giúp chúng ta phân biệt u và không không phải u. Đây là một cái ví dụ khác, tổn thương cho dù nó nằm ở phía vùng thắt lưng cung nhưng vẫn là cái epididymum của dây tận. Đến u sơ bào thì chúng ta thấy rằng nó quan trọng, hình ảnh nó cũng na ná như hình ảnh của epididymum, tuy nhiên nó ở trẻ em tuổi nhỏ hơn, quan trọng hơn đó. Như vậy chúng ta quan và cái tổn thương ở tủy thì nó cũng ít khi có xuất huyết, đồng thời nó cũng có mang tính lịch tâm hơn là tính đồng tâm. Và phần lớn các cái u nội tủy sơ bào này thì RAS thấp hơn các cái u ở trên não, thường là RAS 1-2, thỉnh thoảng nó vẫn có những cái u RAS 3-4 nhưng mà hiếm hơn. Tuổi thì nhỏ hơn, như vậy trung bình nó khoảng chừng dưới 30. Và các cái biến đổi về thân sống như vèo thì cái này là do liên quan tới cái khối u, nó làm biến đổi cái vèo cuộc sống, mòn xương vân vân, tất cả những cái này thì nó không có đặc hiệu gì hết cho cái u epididymum acrostome cả. Một cái đặc điểm khi tổn thương lan theo màng mềm, chúng ta gặp những cái u, những cái đệm RAS cao, nó có thể gieo rắc cái u di căn theo lợi mà mang tùy. Trường hợp này là được một nhìn thấy một đứa trẻ nó có một khối ở nội tủy, nhìn qua thì dùng epididymum nó còn khối giới hạn rõ, xung quanh có rồng tủy. Tuy nhiên do cái độ tuổi nên cho nên chúng ta phải ưu tiên chẩn đoán acrostome. Ở đây cũng vậy, tổn thương vùng ngực, bệnh nhân có vèo cuộc sống, có phần lớn rồng ống sống, có khối đặc như thế, và vị trí vùng ngực tuổi nhỏ, ưu tiên chẩn đoán epididymum, bệnh tương tự như thế ở vùng cổ. Còn hình ảnh học thì nhìn chúng ta thấy nó cũng không có khác mấy với cái hình ảnh của epididymum. Đây, acrostome nó cũng dùng như thế. Trường hợp này cũng vậy, có khối, tuy nhiên chúng ta cần quan sát tính chất lệch tâm, bắt thuộc mạng và mạng và tính chất lệch tâm của nó lệch tâm hơn là tính đồng tâm của cái u epididymum. Nó có thể nó sẽ bắt theo dạng nhiều ổ viêm nhỏ và rải ra. Tuy nhiên thì với trường hợp này chúng ta cần quan tâm tính phần lớn tủy rồi độ dài của tổn thương. Ở đây cũng tương tự như vậy. Như vậy để khác biệt chúng ta chỉnh và phân biệt với giữa epididymum và cái acrostome chẳng thể là rất quan trọng, bởi vì cái phẫu thuật cho epididymum thì dễ dàng hơn nhiều so với acrostome. Mà cái chúng ta đầu tiên quan trọng tuổi, vị trí trung tâm và lệch tâm giới hạn rõ, acrostome thì giới hạn kém rõ hơn, và bên một bên thì xuất huyết nhiều hơn, bị ít gặp hơn, bắt thuộc thì khác nhau, thì hiện dẫn khối mạnh khá đông nhất hơn, trong khi acrostome thì dạng đám cũng đều vị trí liên quan tới chọc tủy dây tần, thì acrostome hiếm khi ở chọc tủy hơn, dây tần hơn. Hemangiobalactom thì thực sự có một hình ảnh kinh điển để chúng ta có thể đọc được, và nó thì có 20% là liên quan tới bệnh von Hippel-Lindau, là bệnh thần kinh da như hôm qua đã nói. Tuổi thì nó cũng có thể bắt gặp ở nhiều độ tuổi khác nhau, tuy nhiên trung bình thì khoảng 30 đến 45, và chúng ta có thể gặp trong vô trong von Hippel-Lindau thì có thể gặp ở tuổi nhỏ hơn. Nó vị trí thì chúng ta thấy rằng khi nào chúng ta cũng tìm được cái nốt bắt thuộc mạnh ở dưới màng mềm của từ tiểu não hoàn tụy ở cuộc sống và có cái mạch máu vào nuôi. Một cái đặc trưng của hemangioblastom chính là cái khối giàu mạch máu, có mao mạch đến dạng xoang, rồi có cái đụng mạch nuôi và tĩnh mạch chuyển lưu, cho nên nhìn qua thì nó nả như một cái độ dị dạng đụng tĩnh mạch vậy. Khác biệt của
của dị dạng động mạch là chúng ta tìm được cấu trúc nang ở cái khối này và cái thành phần đặc bắc thuộc mạch cấu trúc nang, đó là quan trọng. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm cái gì trong cái hệ băng dương lạc tôm? Chúng ta tìm một cái nang, thứ hai chúng ta tìm cái nốt đặc và có các tín hiệu mạch máu flavoid bên trong, tức là có một vùng mạch máu để nuôi, rồi thành phẩm chúng ta tìm cái dấu xuất huyết. Như vậy thì từ cái dấu hiệu này thì chúng ta sẽ xem xét thêm nó có gặp thêm một số trường hợp dấu hiệu cấp sai tương tự như epandimom, tuy nhiên nó hiếm gặp hơn. Nó có hình ảnh chúng ta cần quan trọng là phân biệt với các cái dị dạng động tĩnh mạch tụy. Thì khi trong bệnh cảnh của hyperlindol thì chúng ta đi tìm thêm cả ở tổn thương hệ băng dương lạc tôm ở tiểu não, ở bằng mọc mắt, ở tủy sống, hành tụy vân vân, đều nhiều. Như vậy thì khi một cái chúng ta tìm nhiều, thấy được nhiều hệ băng dương lạc tôm thì như vậy nó sẽ nằm trong bệnh cảnh của bệnh hyperlindol. Đây chúng ta một cái ví dụ cho thấy chúng ta có một cái nốt đặc kèm nang đi kèm với có mạch máu vào nuôi và xung quanh là phù. Này là cái gợi ý của chúng ta để chẩn đoán được là bởi cái mạch máu đi vào trong cái khối đặc đó. Đây hình ảnh của một cái khối mạch máu đi vào, có mạch máu vào nuôi. Chúng ta cố gắng đi tìm cái nốt và cái nang đồng thời mạch máu vào nuôi. Như vậy chúng ta đủ chẩn đoán. Một khi chúng ta có thể tìm thấy nhiều hệ băng dương lạc tôm, tức là nhiều bắc thuộc đặc có nang vân vân, thì chúng ta phải gợi ý tới bone hyperlindol. Ở đây vậy, tức là nhiều khối ở não, ở tiểu não, rồi ở tủy sống, đây nhiều khối vân vân. Các cái nhóm ít gặp thì chúng ta tổng kê cho biết thì chúng ta không thể chẩn đoán được trên hình ảnh học, không thể chẩn đoán được, chỉ có giải phẫu bệnh thôi. Ở đây là một ví dụ cho thấy chúng ta đọc được cái u nội tủy là giỏi rồi, chúng ta không đọc được tên u đâu vì nó không có dấu hiệu gì điển hình hết. Đây cũng vậy, tương tự chúng ta cũng tìm thấy một khối đi kèm thủng tủy, chúng ta không đọc được u gì. Ở đây trường hợp này có cái u tương tự như thế. Rồi rất nhiều lymphoma tấm lâm nói chung là, và có những trường hợp chúng ta sẽ gặp u bao dương tính ở nội tủy hoặc là hệ u màng não tủy nó nằm trong tủy, đó là những trường hợp không điển hình và chúng ta cũng đành chịu không đọc được. Bây giờ chúng ta quan tâm tới các tổn thương dạng nang ở trong tủy thì đầu tiên chúng ta cần phân biệt được giữa cái các cái danh từ đó là hydromelia hay là syringomelia. Thì đôi lúc người ta thì hay dùng hai từ này nó chung qua chung về như nhau. Tuy nhiên khi được gọi hydromelia, myelia thì đó là rồng tủy mà phải phần ống trung tâm nó bị liên quan tới, tức là từ ống trung tâm mà thôi. Còn trong khi syringomelia là rồng tủy một cách tổng quát, có thể là rồng tủy từ ống trung tâm, có thể rồng ở tổn thương cấu trúc nang thông thường với ống trung tâm vân vân, thì nói chung là như thế chứ không phải bắt buộc phải là tổng thủy từ ống trung tâm thì chúng ta gọi là syringomelia. Thì như vậy có thể chúng ta gặp 6 chấn thương, gặp trong u, gặp trong dị dạng chia ri, gặp vô căn vân vân. Đây trường hợp một cái rụng tủy, thì để chúng ta chẩn đoán rụng tủy thì đầu tiên chúng ta nhớ rằng chúng ta nên đọc rụng tủy trên hình ảnh T1 chứ không phải T2, bởi vì đôi lúc T2 nó có tín hiệu cao mà không phải rụng tủy. Điều kiện để chúng ta đọc rụng tủy là cái phần ở cái rụng đó phải là cấu trúc nang và tín hiệu thấp trên T1, đều là điều kiện bắt buộc. Và nhiều người đã nhầm lẫn cái chuyện này rồi. Chúng ta cần xem. Và thứ hai, dấu hiệu thứ hai là dấu hiệu gì? Dấu hiệu những cái ngẩn đại tràng, tức là chúng ta tìm được cái ngẩn bắt giống như cái quái đại tràng có từng cái ngẩn bạch gọi là ostro. Cái dấu hiệu này nó giúp chúng ta chắc chắn rằng đây là rụng tủy từ ống trung tâm. Tiếp đến chúng ta xem xét các tổn thương nó nằm ở trong màng cứng ngoài tủy. Thì trong bằng chứng ngoài tủy thì đầu tiên chúng ta cần phải xem xét một số cái điều này. Một cái này thì tại sao tôi phải nhắc trong cái bài giảng này, tại vì tôi thấy có nhiều bác sĩ ở Việt Nam này đã đi đọc cái tổn thương này và máy sẵn thấy là một số bác sĩ ngoài đã đòi mổ rồi, đó là dạng dạ dòng chảy, mà bác sĩ chúng ta sẽ đọc thành cái u trong tủy.
Thì hành giả dòng chảy là gì? Bởi vì khi khoang dịch não tụy nó rộng, có tốc độ dòng chảy nó chảy nhiều, cái chuyển động của dòng chảy dịch não tụy thì nó sẽ tạo ra hình ảnh T2, nó có những cái vùng có tín hiệu thấp, người ta gọi là tín hiệu trống, như flow void trong mạch máu vậy, và nó là tạo thành những cái khi khoang dịch não tụy càng rộng thì chảy, và hình ảnh này nó chỉ xuất hiện trên sống T2 spinnaco mà thôi, T2 spinnaco và không xuất hiện ở hình khác. Như vậy chúng ta cần khống chế nó bằng cách gì? Khi chúng ta nghi ngờ thì vẫn như vậy, thì chúng ta ở mặt phẳng cắt ngang cũng vậy. Cho nên lời khuyên để đọc khi quan tâm đến bệnh lý, chúng ta nên chụp ở cái tụy là chụp sống đánh giá tụy, chụp sống graneco hơn là sống spinnaco là vì vậy. Tuy nhiên sống spinnaco nó đặc hiệu dụng trong MS thì giúp chúng ta bổ sung thêm để tính đặc hiệu của tổn thương hơn sống graneco, và như vậy chúng ta khắc phục bằng cách chuyển qua chụp sống graneco là một. Thứ hai, chúng ta có thể chuyển qua chụp xích hình ảnh xích thì giúp chúng ta sẽ xóa được cái ảnh giả dòng chảy này. Một cái điểm cạm bẫy nữa chúng ta cần coi là chúng ta biết rằng các dây thần kinh thì nó không bắt thuốc bởi vì nó có hàng rào máu máu tụy bảo vệ, như trong nhu mô tụy cũng vậy, thần kinh sọ, thần kinh, các cái thần kinh ở người sống nó không hề bắt thuốc, mà khi nó bắt thuốc tức là bệnh lý viêm rồi vân vân, nó phải có bệnh lý nó mới bắt thuốc. Còn hạch thần kinh thì luôn luôn bắt thuốc bởi vì hạch thần kinh là ở nơi cái trạm đó nó không có hàng rào máu tụy đó, cái điều đó chúng ta cần xem xét để chúng ta tránh những cái cạm bẫy, và chúng ta đừng dễ nhầm tưởng với các cái nerinome nhỏ 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 nó bắt thuộc mạnh như thế ở các cái vị trí chúng ta cần đi tìm ở các vị trí hạch, tức là nơi của các cái rễ tụy nó thoát ra thì nó tụ hồi tụ lại vào cái tràm gọi là hạch rễ thần kinh, sau đó nó chia phân chia thành các cái dây thần kinh của đàm rối như thắt lưng còng, cánh tay vân vân, thì đó cái hạch thần kinh là như vậy. Nhóm kế tiếp chúng ta xem xét các cái bất thường của cái khối trong màng cứng ngoài tụy mà thường gặp nhất, đó là u màng não tụy. Thì cái này thực sự rất là dễ chẩn đoán, thông thường nó có một hình ảnh kinh điển là tín hiệu trung gian trên T1 và T2 và bắt phục mạnh cả đồng nhất. Mà như vậy chúng ta cần chẩn đoán dựa vào cái gì? Chúng ta dựa vào tính chất bám vào màng cứng và thường thường không lan vào lỗ liên hợp đó, những tín hiệu như vậy có thể có vôi. Chụp mạch máu thì nó có một cái đặc tính là thông động mạch, như vậy là đường mạch đi trễ tới sớm rồi về trễ, để sớm về trễ cũng hiểu hiểu ba mẹ vợ vậy, gọi là đến sớm về trễ. Như vậy thì một số trường hợp cái CT nó cũng giúp chúng ta chẩn đoán được bởi cái u màng não dạng vôi hóa, người ta gọi là u màng não thể cát, sarcomatous meningium, cái u đó thì nó toàn là một cái khối vôi và chúng ta có thể cũng dễ chẩn đoán cái CT. Như vậy thì điều kiện chúng ta chẩn đoán u màng não là phải tín hiệu thường là trung gian như thế và nó bám vào màng cứng. Đến cái u bao dây thần kinh là một cái u để chúng ta chẩn đoán phân biệt với u màng não tụy và cái thường gặp hơn. Thì có chúng ta cần nhớ là bao dây thần kinh nó cấu trúc bởi các tế bào sơ quan, các tế bào sợi, những bao sợi thần kinh. Và như vậy thì sẽ có hai nhóm u là u tế bào sơ quan và u tế bào sợi thần kinh. Đồng thời nó có cái tổn thương hỗn hợp ác tính là gồm các cái u bao dây thần kinh là chuyển dạng ác tính thì nó còn gọi là neurosarcoma. Tuổi của trung bình thì cũng 24 tuổi, và nói chung thì cái tuổi nó cũng ít có giá trị lắm trong cái chẩn đoán u bao dây thần kinh. Nói chung thì u màng não thì nó lớn tuổi hơn u bao dây thần kinh, người tuổi nó lớn hơn, tuy nhiên thì cái đó nó cũng ít có ý nghĩa lắm. Như vậy thì cái dấu hiệu đặc trưng của u bao dây thần kinh là gì? Thì thường nó đi lang theo cái dây thần kinh, nên nó có thể lang vào lỗ liên hợp và làm nó mòn phía sau thân sống, gọi là scallopin, đồng thời nó chui vào lỗ liên hợp và nó làm rộng cái lỗ liên hợp ra, thì tạo ra cái dấu hiệu là dumbbell size, thì tức là dấu hiệu một khối có thể nằm vừa trong màng cứng ngoài tụy vừa nằm phía ngoài màng cứng. Một cái đặc điểm hình ảnh đặc trưng thì thường cái tổn thương của bao dây thần kinh tín hiệu cao đến 2 cm và chiếm thuộc vào nó bắt thuộc không đồng nhất, có những ổ giống như cấu trúc nang bên trong tạo ra hình ảnh mũi tiêu. Xem một hình ảnh để chúng ta thấy. Đây hình ảnh của một cái tổn thương chọn chỗ trong màng cứng ngoài tụy. Đầu tiên chúng ta dựa vào cái khe dịch nó rộng ra,
được chắc chắn là nằm trong một cái ngoài tùy. Và thứ hai, nó cũng có tính chất vừa thấp vừa cao lộn nhộn của cấu trúc nang bên trong. Rồi tiêm thuốc vào thì nó bắt thuốc, thỉnh thoảng nó có những cái ổ thì nhiều thấp bên trong xen kẽ. Đây là dấu hiệu dumbbell cho chúng ta thấy rằng cái khối nó lén vào phần thành phần trong màng cứng ngoài tùy, và ở đây là cái lão màng cứng nó chui ra cái lỗ liên hợp là phần ngoài màng cứng. Đây à, cái khuynh hướng đi theo cái lỗ, cái này là một cái dấu hiệu giúp chúng ta chẩn đoán phân biệt giữa u màng não với u bao dây thần kinh. Đôi lúc có một số trường hợp cái khối nằm tròn trong cái hạch dây thần kinh luôn, nhất là đặc biệt trong các cái u bao dây thần kinh của bệnh NF. À, một số trường hợp thì nó sẽ nằm ở phía ngoài màng cứng mà nó phát triển theo cái chiều đi theo đường đi của dây thần kinh, đôi lúc nó tạo thành một cái dạng như đậm rối, thì chúng ta sẽ gặp những cái nhóm u kiểu sợi thần kinh vân vân. Trường hợp này thì là schwannoma, nó u hai bên trong bệnh rất là nhiều u cho chúng ta biết đó, rất là nhiều u trong trường hợp mà NF1 và NF2 rất nhiều u. Vậy thì để phân biệt, thực ra cái này chỉ có tính tương đối, nhưng chúng ta cần nhớ u màng não có khuynh hướng tập trung ở phía sau so với u bao thần kinh tập trung ở trước bên. Lý do là cái rễ thần kinh nó chạy khuynh hướng chạy về hướng về phía trước hơn là hướng về phía sau. À, quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được cái chứng bám vào màng cứng, hay còn gọi là dựa vào màng cứng. À, cái tính chất lan lộ liên hợp nó cũng ít hơn. À, và còn bên u bao thần kinh thì nó tương quan với cái lan đi theo đường đi dây thần kinh. Cách bắt thuộc có sự khác biệt ở chỗ u màng não nó sẽ có tính chất bắt thuộc mạnh, trong khi u bao thần kinh tính chất bắt thuộc nó không đồng nhất. Tất nhiên chúng ta cần nhớ khi kích thước tổn thương nhỏ thì cả u bao thần kinh nó cũng bắt đồng nhất như u màng não giống nhau. Nó chỉ khác nhau ở chỗ khi kích thước càng lớn thì tổn thương nó càng thay đổi vi nang và nó bắt thuộc không đồng nhất. Những cái tổn thương khác thì chúng ta xem xét thì có một số cái cấu trúc nang hoặc là u dạng mỡ thì chúng ta có thể tìm thấy được trong cái nội ống sống và chúng ta cũng dễ chẩn đoán hơn. Đó là các cái lipoma, các cái nang bi và nang thượng bi, chủ yếu nó nằm trong một cái ngoài tùy. Ở đây một cái nang bi có trắng, gọi là nó có nang thượng bi, rồi nang thượng bi nó định hồ hợp như thế. Lipoma thì cái này chúng ta cần chỉ cần một cái súng có xóa mỡ là chúng ta chẩn đoán được rồi. Đây một ví dụ cho thấy khối mỡ trong màng cứng ngoài tùy. Các cái nang dạng như nang tật màng nhện, nang men thoát vị màng tùy hoặc là nang tật lốt. Với cái nang màng nhện thì chúng ta sẽ nhớ ở vùng ngực nó có những cấu trúc nang màng nhện thì thường nó nằm ở trong màng cứng ngoài tùy. Ở vùng ngực. Tuy nhiên ở vùng thắt lưng thì ngực thấp thì nang màng nhện có khuynh hướng nó nằm ngoài màng cứng, gọi là nang màng nhện ngoài màng cứng. Thì các anh chị dùng thấy chữ màng nhện và tại sao nằm ngoài màng cứng? Đó do tính chất lạc chỗ của cả cái tế bào nhện nó đi ra hướng phía ngoài màng cứng và cấu trúc tạo ra cả cái nang màng nhện ngoài màng cứng. Để chẩn đoán cái này thì chúng ta cần làm cái gì? Đầu tiên chúng ta tìm một cái khối cấu trúc nang trong màng cứng ngoài tùy hoặc ngoài màng cứng cũng hiểu tương đương nhìn đầu tùy. Mà nếu chúng ta có cái khối, có cái đường bao nhiễm thực sự trên T2 rất khó xác định. Nếu các bạn có kỹ thuật chụp xung xịt 3D thì đôi lúc giúp chúng ta chẩn tìm được cái vách rất là hay. Và đó là một cái quan trọng nhất để chúng ta tìm được cái giới hạn của tổn thương luôn. Đây, nang màng nhện. Ở trong màng cứng ngoài tùy. Đây, trường hợp này là nang màng nhện ngoài màng cứng. Một cái nang nữa mà người ta gọi là nang bao rễ thần kinh, đây thực chất là một cái dạng bao rễ thần kinh còn gọi là nang tật lốc, nó dạng khu trú bao rễ thần kinh thì nó là có thể làm huyệt mòn xương scalloping, nó đào mòn xương ở vị trí thường gặp nhất, đó chính là vùng cùng cục nhất, chúng ta gọi là nang tật lốc. Nang này thì nhiều khi phát hiện tình cờ rất nhiều, không có triệu chứng lâm sàng gì, tuy nhiên một số trường hợp nang lớn nó chèn ép vào thần kinh mà nó gây bệnh triệu chứng thần kinh, chúng ta phải phẫu thuật. Cuối cùng nhóm cái di căn,
thì di căn mạng tụy thì nó rất đa dạng và nó tập trung, nó sẽ là những cái mạng khi bắt thuốc đó gieo rắc xuống nó bám vào mạng tụy. Thì kỳ di căn mạng tụy thì thường gặp nhất là nhóm di căn theo đường đi của dịch mạng tụy, thì tất nhiên đa phần lớn là các cái u từ nội tụy từ trên não nó gieo rắc tế bào u xuống màng mềm tụy. Cho nên các cái u mà một số cái u chúng ta phải tầm soát cái di căn ở phía phía màng mềm tụy. Thì di căn này người ta kêu là gọi là dấu di căn kiểu kem đường, gọi là nó sệt như kem đường vậy. Thì các cái u mà thường gặp nhất của cái di căn này đó là u nguyên bậc nguyên tụy bào medulloblastoma. Thì nó chia ra các cái nhóm di căn theo dịch nội tụy thì chúng ta cần tìm, ví dụ như các cái u nào mà có di căn dịch nội tụy, nhóm u nguồn gốc ngoài vi thần kinh thì như các cái u phôi, các u ác tính phôi RAC 4 thì nó là di căn do các nhóm. Thứ hai là nhóm các cái u nguyên bào GBM, u bào thần kinh đệm, rồi nhóm kế tiếp là u màng não tụy, rồi nhóm u sao bào ít nhánh. Thì chúng ta cần biết u sao bào ít nhánh này phải là RAC 3 đổ lên, RAC 3 xin lỗi, RAC 3 thôi còn đổ lên, RAC 3 nó mới có di căn, tức là thể anaplastic nó mới di căn. Còn oligodendrolioma mà RAC 2 thì nó không hề có di căn. Các cái u nhũ động lực mạch mạc, các sinh động mạch mạc nó cũng có thể. Nhóm kế tiếp các dòng không thần kinh đệm thì chúng ta có u mầm bào giật minôm, các cái lymphoma, rồi leukemia, rồi những cái các carcinomatoid màng não tụy. Thì cái này thì nói chung một cách tổng quát như u di căn màng mềm của não, các carcinom di căn từ màng mềm não vân vân. Đây một ví dụ, đây là hình ảnh của di căn. Vậy chúng ta cần nhớ khi hình ảnh chụp các lập ngang, các ngang thì chúng ta thấy nó ôm tròn cái cấu trúc, nó bắt thuộc ôm tròn cái cấu trúc màng mềm tụy. Chúng ta không thể đừng có nhìn vào cái hình ảnh của cái các dọc, đôi lúc chúng ta thấy có cái mạch máu tụy phía trước và sẽ tạo dạng đường mà chúng ta nhầm lượng lẫn với bắt thuộc màng mềm. Ở đây là bắt mềm tứ mà là thủy dung kiểu nào. Một cái ung thư phổi cũng có thể di căn dạng nốt hoặc dạng màng mềm. Rồi đến cuối cùng là cái tổn thương ngoài màng cứng. Thì chúng ta hiểu rằng các tổn thương ngoài màng cứng thường gặp nhất là gì, là thoát vị đĩa đệm, các bệnh lý tổn thương từ xương cuộc sống ra đó. Như vậy thì cái chủ yếu là các u từ cuộc sống. Thì thực ra là nó rất là đa dạng, bản thân có thể nguyên phát, có thể di căn, vân vân. Thì chúng ta cần xem xét cái định vị tổn thương nó nằm ở đâu, ở phía thân sống hay thành phần sau, đi theo từng đột sống có liên quan đến điểm hay không. Chúng ta đặt câu hỏi kế tiếp, chúng ta tìm được cơ chức nào bên trong tổn thương, là u cơ chức dạng xương hay dạng sụn hay dạng nang hay xuất huyết. Kế tiếp chúng ta tìm có cái đường bờ thì nó giới hạn và có rõi và giới hạn rõi không, bờ của mũi, phân mũi hay không phân mũi, các cái tổn thương có mức dịch dịch máu không, cấu trúc bề xương tồn tại hay không. Đấy, như vậy đây một cái bảng này chúng ta có thể tổng kết ra được các cái nhóm tổn thương từ xương mà phân tầng ra. Đầu tiên khi đau thì chúng ta phải xem xét, thứ nhất là di căn, thứ hai đau u tủy, thứ ba là lymphoma, thứ tư là các cái đạo xương, cái thứ năm là hemangioma và thứ sáu là các cái u hạt bạch cầu axit. Thì cái này là chính là dòng bệnh lý NLCH, bây giờ người ta dùng là lăng giật kháng cell histocytosis đó. Phân bổ thứ hai là cái vị, nếu phân bổ theo vị trí thì chúng ta thấy rằng ác tính là chiếm ở cái phía thân sống là phần phân thân. Thì chúng ta có cũng ác tính có như căn đau thủy, u tương bào đơn độc, lymphoma và u nguyên sống. Có một cái ngoại lệ thì hemangioblastoma, hemangioma rồi các cái u sẽ thì nó những có những cái u như vậy và nó có thể có, tức là như vậy chúng ta sẽ có một số trường hợp nó có lan vào cung sau thì có đau u tủy, u tương bào và u tế bào khổng lồ đó. Thì như vậy qua cái câu chuyện này chúng ta thấy cái tổn thương lành tính là u xương tàu xương, u xương dần xương, u nguyên bào xương, các cái u xương sụn
rồi cả năng suất phần mặt. Thì như vậy qua hai cái ví dụ về vị trí trong này thì chúng ta thấy rằng tổn thương thân sống phần lớn là ác tính, là hết 75% rồi, 70% tổn thương lành tính ở phần sau, và 2/3 tổn thương cuộc sống trẻ em là dưới 18 tuổi là lành tính, ngược lại với người lớn. Thì cả anh chị thấy điều này cho thấy rằng những cái câu mà người ta dạy trước đây là tổn thương cuộc sống là ác tính, tổn thương xương thân là sai, tổn thương chủ yếu nó nằm ở phần thân sống mới là phần ác tính nhiều hơn vì cấu trúc mạch máu nuôi. Cho nên chúng ta đừng có được là liên quan tới trước hay sau gì chứ, chúng ta phân tích tổn thương thế nào. Kế tiếp chúng ta xem xét nó liên đi xuyên qua địa điểm hay không. Nếu liên quan các tầng đột kết tầng, chúng ta coi có phải là có osteosarcoma, chondrosarcoma, đa u tủy, u tương bào, thì cái u tương bào đó thì nó có thể lan qua địa điểm, rồi còn lymphoma, rồi ewing-sarcoma, rồi chondroma và ABC, tức là răng u nang xương phần mặt, rồi u tế bào khổng lồ. Thì các cái u lành tính ở đột sống, chúng ta sẽ gặp một số cái và nó có tính đặc hiệu cao như hemangioma, các cái u xương sụn, các cái u xương dẫn xương, rồi các u nguyên bào xương, rồi các cái nang xương phần mặt, u đại bào và bệnh lăng giật kháng xeo, histiocytosis. Thì cái này thì nó có tính đặc hiệu hơn. Các tổn thương ác tính thì chúng ta phải dựa vào tính chất đa ổ hay là cả một số tính chất khác, cũng không dễ đọc. Một số trường hợp như di căn đau thì chúng ta có thể đọc được. Như vậy cái hemangioma thì thực sự ra là một tổn thương rất thường gặp ở tình cơ phát hiện nhiều, và nó kéo đến 10% trên tử thiết. Cho nên chúng ta thấy rằng nó là một cái bất thường không có triệu chứng, không có triệu chứng. Cho nên cái độc này nó cũng có thể, chúng ta cần phải có thể giải thích như thế nào cho bệnh nhân, chứ chúng ta độc mà nhiều khi một cái ổ hemangioma nhỏ nhỏ bệnh nhân có thể lo lắng rất không đáng có. Vì tôi cũng gặp một cái trường hợp rồi, một bệnh nhân ở Đà Nẵng thì có một cái hemangioma, thì bác sĩ mình độc đúng rồi cũng chẩn đoán như vậy, thì họ khoảng mà đi vào trong chợ rẫy thì bên cái vị bác sĩ, do bác sĩ lâm sàng khuyên phải chụp RDA, rồi phải sinh thiết, rồi phải làm can thiệp vân vân, họ tư vấn rất là nhiều. Cho nên sau này vô thì thấy thực sự ra cái hemangioma không điều trị gì, đó là tình cờ từ phi cái dòng hemangioma nó có tính xâm lấn cao, nó chèn ép tủy thì chúng ta mới phẫu thuật. Ở đây một cái dấu hiệu kinh điển của hemangioma là cái dấu hiệu Pancarosai, tức là áo chống bi. Áo chống bi trên CT thì cái phần áo chống bi màu trắng trên CT, tức là cái trụ các cái bè xương tồn tại ở trong cái vùng hemangioma. Trên cộng từ thì áo chống bi màu chống bi là màu đen, thì cái sọc bè xương nó có màu đen. Khi chúng ta tìm được các sọc bè xương này thì chúng ta chẩn đoán đặc hiệu cho cái hemangioma. Đây cái sọc bè xương đó rất là kinh điển. Rất là nhiều cái dấu hiệu. Và như vậy chúng ta có những cái tiếp hemangioma thế nào? Có thể chúng ta bắt gặp một tổn thương nó cao cả T1, cao T2 và thấp T4, thì đó các hemangioma nó chữa mở nhiều. Nhóm thứ hai là cao cả T1, cao T2 và T4. Thì còn lại một nhóm hemangioma thứ ba là khó chẩn đoán hơn, đó là thấp đến T1 và cao trên T2 và T4. Thì cái kỳ của chúng ta quan tâm, bởi vì một cái ổ tổn thương ác tính thì các cái tổn thương nó thấp, cho dù thấp T1 thì T2 nó cũng cao lắm, trong cái hemangioma thì T2 rất là cao. Cái này là một cái đặc trưng mà chúng ta cần lưu ý. Đặc trưng kế tiếp là cái sọc bè xương dấu hiệu áo chống bi đó. Một cái khó khăn nhất của chúng ta là khi hemangioma nó phá vỡ cấu trúc và nó xâm lấn thì chúng ta sẽ trở thành hình ảnh không còn đặc hiệu nữa, và nhiều khi chúng ta dễ nhầm với các cái tổn thương di căn, và đây tổn thương di căn xâm lấn vẫn là một cái chẩn đoán phân biệt. Tuy nhiên nếu chúng ta tìm được các cái bè xương thực sự nó nằm bên trong cái cấu trúc này, tìm được thì chúng ta phải cần gợi ý cái hemangioma hơn. Và tín hiệu cũng như đã nói, tín hiệu quá sáng trên T2 và T4 thì giúp ích. Tuy nhiên thì khi chúng ta cũng tìm được cái dấu hiệu đó một cách dễ dàng, với lúc gặp một số trường hợp hemangioma xâm lấn nó tạo ra những cái chất xương nhiều và nó sơ xương thì hình ảnh nó không còn điển hình nữa. Như vậy đây là cái bảng để chúng ta có thể phân biệt được cái giữa hai cái hemangioma và di căn cuộc sống. Thì kế tiếp một cái hình ảnh mà khá điển hình nữa chúng ta cần chẩn đoán phân biệt, thì cái hình ảnh này chúng ta thấy nó có khác biệt với cái di căn đặc xương
thì cái khối dưới cái đập xương thường nó có cái bờ nó đều hơn, trong khi cái đảo xương là quan trọng nhất là phần đập xương và bờ nó cũng đều. Đây là một cái quan trọng. Thì cái đảo xương này phát hiện tình cơ thường có triệu chứng, nhưng nó có thể chuyển dạng ác tính ở một tỷ lệ thấp, nhưng rất là thấp, nó vẫn có, và nó có nhiều đảo xương. Kế tiếp, một cái cấu hình ảnh nữa khá điển hình, đó là hình ảnh u xương dạng xương. Thì hình chúng ta thấy cái gì? Đó là cái nidus. Nidus là chúng ta thấy có cái nidus bằng cách là nó có một cái ổ đặc xương xung quanh một cái viên thấu quang tín hiệu đồng độ thấp (DCT). Cái dấu hiệu này giúp chúng ta gợi ý chẩn đoán cái u xương xương. Một đặc trưng trên lâm sàng mà chúng ta khảo sát bệnh sử bệnh nhân, khi có dấu hiệu nghi ngờ thế này, chúng ta thấy bệnh nhân sẽ có triệu chứng đau về đêm nhiều và đáp ứng rất tốt với aspirin, đáp ứng rất là nhanh với aspirin. Đó là những cái dấu thông tin thêm giúp chúng ta chẩn đoán u xương dạng xương. Và ở cuộc sống thì u xương dạng xương nó tập trung ở vùng cuống hơn là vùng thân. Đây cũng vậy, một ví dụ khác. Một cái chẩn đoán khác mà cũng dễ chẩn đoán, đó là loãng xương phần mạch. Thì chúng ta thấy cái gì? Đầu tiên trên CT nó sẽ đào tạo thành khuyết vỏ sò, dấu hiệu khuyết vỏ sò, corticocele, gọi là corticocele, dấu hiệu khuyết vỏ sò. Nó đào thành từng cái cấu trúc như cái vỏ sò vậy. Cái thứ hai, cái đặc trưng thứ hai thì chúng ta chỉ chẩn đoán được đến cộng từ, đó là nhiều cái loãng với mức xuất dịch máu bên trong. Với u xương dạng xương, u nguyên bào xương, thì chúng ta thấy cấu trúc đặc xương giới hạn rõ bên trong những cái còn vài vùng thổ quan, và cái u này thì u cũng là lành tính. Tuy nhiên đây là một u lành tính duy nhất có di căn phổi, người ta gọi là u xương dạng xương có thể di căn phổi nhưng là lành tính. Ở đây một ví dụ một cái u xương dạng xương, u nguyên bào xương nó vậy, và chúng ta thấy tìm cơ chức xương là rất nhiều, có chất xương, có chất cấu trúc bên này là có chứa mỡ bên trong cấu trúc mô sơ. Loãng xương phần mạch trên cộng hưởng từ rất dễ chẩn đoán dựa vào cái cấu trúc phân mũi có nhiều cấu trúc đang có mức dịch bên trong. Như vậy chúng ta có ba cái tổn thương mà cần phải hình ảnh nó cũng khác biệt. Thứ nhất là đạo xương thì bờ không đều, và loãng xương phần mạch thì cũng bờ không đều, tuy nhiên nó cấu trúc đang có mức máu bên trong. U tương bào đơn độc thì nó khó chẩn đoán hơn, nó cũng đào lỗ bên trong, thì nhưng mà u tương bào thì nó có một dấu hiệu đặc thù, người ta gọi là dấu hiệu mini brain, chúng ta sẽ xem xét thêm. Với u tế bào khổng lồ, ta gọi là u đại bào, thì chúng ta sẽ có nghĩ phổi thường có thể có mô đặc, có cấu trúc nám vân vân, thì ở cuộc sống nó hay nằm ở cái vùng cung cuộc và nó ở cuộc sống của các thân sống. Với u tương bào đơn độc thì cái này là một cái anh chị dùng, người ta dùng chữ u tương bào đơn độc thì hình ảnh này đôi lúc trước đây, bây giờ người ta vẫn có thể xếp trong đa u tụy, thực là một thể biến một thể của đa u tụy, tuy nhiên nó là phân tích như thế. Và tính đơn độc thì ghi là một xương, nhưng thực sự có u tương bào đơn độc cũng có thể bị nhiều xương. Như vậy thì nó cùng nhóm với cái tương bào mà của đá cá lè, tức là đa u tụy. Như vậy thì chúng ta có hình ảnh gì để chúng ta gợi ý? Nó chỉ có một hình mini brain được báo cáo là có tính đặc hiệu cao, giúp chúng ta chẩn đoán. Chúng ta thấy nó đào vào trong xương tạo thành cái vùng bờ sơ, nó len lỏi tạo thành một cái hình ảnh như một cái cuồng vỏ não vậy, người ta gọi là dấu hiệu mini brain. Nhóm cuối cùng là cái u cùng cục của mà liên quan tới teratom. Thực ra teratom thì rất là phức tạp hơn, có thể buồng tiếp. Trong này cái tự tiếp thường là phát triển từ xương là lan vào phía trước xương cổng. Sarcom thì chúng ta chẩn đoán dựa vào cái gì? Osteosarcom thì chúng ta phải tìm cơ chất xương có vừa đặc xương vừa hủy xương. Đồng thời cái quan trọng nhất của chúng ta là tìm khí lan ra xung quanh vì u ác tính có thể xâm lấn cao, thì tính chất phù mô mềm xung quanh giúp quyết định chúng ta nghĩ tới tổn thương xương ác tính hơn là tổn thương lành tính. Tổn chất phù xung quanh rất quan trọng. Còn tức như các u nguyên bào xương ở osteosarcom, osteoblastom, những cái tổn thương khác thì thường khi nó lan ra mô mềm nó không có tính xâm lấn và nó không gây phù xung quanh. Đây là những cái đặc điểm mà chúng ta cần quan tâm để gợi ý tổn thương ác tính. Với u
nguyên sủng, thì chúng ta biết rằng cái tế bào nguyên sủng nó có thể nơi đâu địa điểm, và nó trải dài từ trên vùng xương bằng vuông cho đến xương cùng cụt. Hai vùng ở cột sống thì vùng cùng cụt là vùng thường gặp nhất, vùng thường gặp nhất. Một đặc trưng của cột đôm thì do tính chất hình chất nhầy bên trong, nó có tín hiệu thứ hai rất sáng, rất sáng, giống như u nhầy của u sùn vậy. Và như vậy chúng ta dựa vào cái tính chất đó và vị trí ở vùng xương cùng cụt gợi ý chẩn đoán cột đôm mà. Cung đô sạch cung thì bản thân khi nó ác tính thì có tính chuyển dạng của cái u cung roma, thì chúng thấy nó có tính chất sùn, vì có tính chất sùn bên trong cho nên luôn luôn nó phải có tín hiệu sáng, rất sáng trên thứ hai. Nhưng vì tính ác tính thì chúng ta cần quan tâm tới những cái cấu trúc xung quanh nó bị có tính xâm lấn cao hay không, và nó liên quan tới cái cấu trúc các cái cơ chức, các cái nắp sùn nó lan lan rộng ra. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm cách để chẩn đoán nhiều cái đó. Một cái di căn thì hình ảnh di căn cuộc sống thì nó cũng giống như hình ảnh của đau tụy. Tuy nhiên đau có cái một số cái khác biệt mà chúng ta cần lưu tâm. Trong di căn nó có một cái dấu người ta gọi là dấu halo rất quan trọng, giúp chúng ta nếu khi mà tổn thương đa ổ thì chúng ta có thể gợi ý rồi. Tuy nhiên tổn thương một ổ thì cũng khó. Dấu halo là gì? Đôi lúc khi chúng ta tìm được một tổn thương trên T2 có tín hiệu cao rồi, một vùng cao trên T2 tia ở cái vùng bờ vỏ xương đó nó tín hiệu thấp rồi, nó sẽ có tính thẩm qua, nó có những vùng tổn thương ở ngoài biên của cái vùng thấp đó nó cũng tăng tín hiệu trên T2, đó là dấu hiệu halo, dấu hiệu rất quan trọng giúp chúng ta chẩn đoán, và nó đặc hiệu rất là cao. Cái dấu hiệu kế tiếp mà giúp chúng ta gợi ý một cái u xương kiểu ác tính và nó đặc biệt là di căn, là khi tổn thương từ xương nó xẹp, cho dù nó xẹp thì khi phồng lớn thì ở phía trong đường dựa nó vẫn bị ít phồng hơn so với hai bên, do tính chất vùng đặc này là người ta gọi dấu hiệu rèn cửa. Nó giúp chúng ta gợi ý một cái tổn thương ác tính của cái u di căn khác với cái những cái tổn thương lành tính khác đó. Dấu halo, chúng ta tìm những dấu halo và chúng ta nhớ tìm trên hình ảnh của T2 rồi stia, chúng tìm cái dấu tăng tín hiệu đi sau, tức là một cái mô u rồi nó còn thẩm, không còn dễ hàng rõ, nó có thể bơ sơ rồi nó còn thẩm thêm một khúc nữa, là độ đặc hiệu các nghiên cứu cho thấy độ đặc hiệu tới 99,5%, là gần 100%. Với cao đau tụy thì chúng ta nhớ có một số cái đặc điểm là tính nốt lớn nốt nhỏ hoặc là tổn thương tiểu lân toàn. Một cái tế tổn kiểu nục lớn thì nục nhỏ thì thường đặc trưng hơn, chúng ta thấy nhiều ổ rất là nhỏ nhỏ rải rác cả toàn nhiều xương thì gợi ý chẩn đoán. Cái gợi ý chẩn đoán thứ hai là khi chúng ta thấy bệnh nhân có tính chất xẹp nhiều đốt sống kiểu loạn xương, dụng loạn xương mà có bất thường tín hiệu bên trong thì chúng ta cần gợi ý cái này, và đặc biệt đến T1 ta cần quan tâm cái T1. Tất cả thì chứ chúng tôi nói rằng tổn thương tủy mà tủy xương thì nó có một câu người ta gọi là hệ một tổn thương mà cao trên T1 thì gọi là good news, và một tổn thương nó thấp trên T1 gọi là bad news. Tổn thương cao T1 thì là lành tính, còn tổn thương thấp trên T1 là coi chừng là một cái tin không tốt lắm, bởi vì đa phần các tổn thương thấp trên T1 là tổn thương ác tính. Như vậy chúng ta cần đi tìm các cái tổn thương tủy xương thấp T1. Và hiện nay thì với bức thường xưa đến chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật in outface để chúng ta đo cái hàm lượng mỡ vi thể của cái trên hiện cục tủy xương. Thì nếu có sự sai biệt giữa hình in out trên 20% thì là thường là tổn thương có tính mỡ vi thể nhiều và lành tính. Còn nếu sai biệt của cái hình in out mà nó dưới 20% thì coi chừng tổn thương đó là tổn thương tủy xương lành tính. Đây thì hình lymphoma để chúng ta thấy rằng lymphoma của cuộc sống nó cũng có một cái đặc trưng nó khác với di căn, bởi là khi tổn thương ở xương thì có vẻ ít nhưng tỉnh lan vào màng cứng và mô mềm là nhiều hơn, là điểm thứ nhất. Ví dụ như trong di căn xương thì nó tổn thương xương nó sẽ phải phân ra, nó phát triển theo cái cấu trúc xương bị phát triển lớn lên, trong tức là tỷ lệ tương đối thuận. Trong cái lymphoma tổn thương xương nhìn qua thì ít nhưng tổn thương cái mô phát triển mà ngoài màng cứng hoặc mô mềm là rất xa,
thì đó là một cái nghịch lý giúp chúng ta gợi ý. Tránh gợi ý thứ hai trong chẩn đoán lymphoma độ cuộc sống chính là tín hiệu T2 nó thấp và do mật độ tế bào cao, giúp chúng ta gợi ý thêm. Đó là một số cái đặc điểm gợi ý thôi, còn chúng ta cũng phải là sinh thiết mới chẩn đoán được. Khi sau xạ trị thì chúng ta đọc được cái gì? Chúng ta tìm xem cái tế bào mỡ nó thay thế vào trong cái mỡ tủy xương tủy vàng, nó thay thế cho mỡ tủy đỏ. Thì khi một cái tế bào ác tính thì chúng ta xạ trị mà cái phần mô thiếu hụt đó mà thay thế bằng mô mỡ tủy vàng, thì như vậy chúng ta đã điều trị thành công. Một khi mà cái mô đó nó vẫn không bị thay thế, chứng tỏ rằng cái tế bào đó không bị tiêu diệt đi, nó vẫn có tín hiệu thấp trên T2 như trên T1 và cao trên STIR, thì chúng ta coi chừng đó cũng đáp ứng với cái xạ trị. Các cái bệnh lý mạch máu thì nhắc thêm một tí, cho vì chúng ta thấy hiện nay người ta chia các cái nhóm bệnh lý mạch máu dạng có sân và không sân, thì chúng ta cũng nói như cái bài dị dạng động mạch não thì chúng ta đã nói rồi, thì ở tủy sống chúng ta có các cái cũng dị dạng tương tự như ở trên não. Vai trò hình ảnh chúng ta cũng chẩn đoán rất là quan trọng, và như não thì cũng vậy. Có một cái vấn đề là cũng như não thì do được mang cứng là một cái bệnh lý mắc phải, nó trên 40 tuổi. Chúng ta đây cũng nhắc lại cái giải phẫu như hồi nãy đã nhắc dài mạch phẫu mạch máu tủy rồi. Rồi chúng ta xem xét thêm cái các cái cấu trúc mạch máu ở tủy cuộc sống thấp lên. Hiện nay người ta chia phân loại VM thì type 1 thì được coi là rò động mạch mạng cứng, trong đó type 2 là dị dạng động mạch trong tủy, type 3 là dị dạng động mạch ở trẻ, người trẻ, type 4 là dị dạng động mạch quanh tủy và trong mạng cứng. Đây là một số các cái vấn đề về các cái tham khảo thêm. Với AVM thì chúng ta sẽ tìm cái ổ nidus và động mạch nuôi, động mạch chuyển lưu vân vân. Tuổi thì tầm 20-40 thì có thể phẫu thuật xuyên tắc hoặc là vân vân. Với ca bệnh nôm thì chúng ta chỉ có con đường duy nhất, nếu điều trị không thì không điều trị gì, hoặc là điều trị là phẫu thuật thôi. Bởi do rò động mạch mạng cứng thì chúng ta điều trị chưa mắc keo tuổi trên 40-60. Đầu tiên thì với cái dị dạng động mạch tủy tiếp 3 thì chúng ta đi tìm các cái nidus và động mạch nuôi, định mạch chuyển lưu. Như vậy nó cũng không khó lắm để chẩn đoán. Với cái dị dạng động mạch tủy thì khó chẩn đoán hơn nhiều, bởi vì nhiều ca nó rất là tinh tế, và cái khó khăn của chúng ta làm sao xác định được vị trí rò thì rất khó. Đầu tiên thì chúng ta đi tìm cái bất thường của tủy, thì do một cái bệnh lý nó diễn tiến từng đợt bản tính, cho nên nó sẽ có thiếu máu tủy và có thể nó thay đổi theo thời gian, theo từng đợt. Bệnh nhân có thể có những đợt yếu rồi đợt bình thường trở lại rồi yếu vân vân, gọi là đặc điểm lâm sàng và có bất thường tín hiệu tủy. Cái điều kiện thứ hai để chúng ta chẩn đoán được khi chúng ta thấy bất thường tủy kiểu này, chúng ta đi tìm cái mạch máu ở màng mềm tủy nó có giãn hay không. Thì chúng ta tìm các mạch máu màng mềm tủy thì chúng ta xem có thể có bất thường, thì chúng ta ở đây có thể hình tiêm thuốc, hình T2, tìm hiểu flavoid vân vân. Ở đây chúng ta thấy cái bất thường mạch máu bên trong rất là quan trọng rồi phụ tủy. Đây cũng có hình ảnh tương tự, và người ta tìm được cái chụp hình được, tìm được cái chỗ rò trên đít đây. Ở đây người ta nghiên cứu thêm cái kỹ thuật sheet 3D. Các anh chị thấy chụp sheet 3D nó rất tốt, giúp cho chúng ta đánh giá phát hiện các cái mạch máu tủy trên màng mềm mà tại nặng T2 đôi lúc chúng ta bị bỏ sót, cái này rất quan trọng. Ở đây chúng ta thấy một ca mà cái bệnh nhân nó chụp vô thì cái hình T2 nó không thấy mấy, trong cái sheet thì nó sẽ thấy rõ cái mạch máu hơn. Ngược lại thì sheet thì nó cũng đánh giá được tổn thương tủy. Còn tiêm thuốc đôi lúc chúng ta rất quan trọng, bởi vì đôi lúc những cái ổ là mạch máu bất thường nó nhỏ đến mức không thấy được tình hình T2, tiêm thuốc và chúng ta sẽ thấy bắt thuốc. Nhiều khi chuyện nhiều ảnh quá nhìn chúng ta tưởng chừng như là một cái ảnh giả dòng giả dịch nội tủy vân vân, và chúng ta nhầm lẫn và bỏ qua, trong khi đó chúng ta tiêm thuốc vào thì thấy. Chụp MRI thì hiện nay mình có cách để chụp để đánh giá cái bất thường mạch máu, và hiện nay cái CTA nó cũng là một cái cách để giúp chúng ta
đánh giá tốt hơn về mặt MRA, về mặt máu tụy, CTA mặt máu tụy rất là tốt. Rồi DEXA là chúng ta phải móc từng đoàn để tìm vị trí rò và can thiệp. U mạch thang thì tương tự như u mạch thang nội sọ thì anh chị nhiều cũng bóc nổ như vậy, rồi lắng động hemolysis xung quanh. Và kế tiếp thì còn lại trường hợp này tôi trình bày một vài cái minh họa để chúng ta thấy. Bây giờ chúng ta coi thử là tổn thương này như ôn lại có dấu hiệu mắc rắn. Bây giờ tổn thương có dài hơn 3 tấn, 3 tấn đốt, và bên này không, cũng có, cũng dài hơn, dấu hiệu mắc rắn của nhồi máu tụy. Tổn thương dài hay ngắn, nó dài hơn 3 tấn. Tổn thương có hình chữ V ngược ở phía sau thoái hóa kết hợp bằng cấp đó, tức là tổn thương cột sau cột bên. Mà đồng nhân bị ung thư vú nó có một cái xạ trị, rồi nó có tổn thương tụy, như vậy đây là không có tổn thương viêm tụy sau xạ, rồi nó theo trường chiếu. Đây một ca hirayama của tôi chụp ở bệnh viện ngoài thần kinh quốc tế, thay đổi tư thế và tìm ra được cái vùng bắt thuốc ở khoang ngoài màng cứng liên quan tới cái bệnh hirayama. Thì hiện nay cái kỹ thuật cao cấp hơn thì chúng ta có thể chụp cái bỏ sợi thần kinh của tủy sống và chúng ta tìm được cái tổn thương bỏ trực tiếp do hủy myelin, hay là tổn thương xô đẩy cái bỏ đi trong các cái u vân vân. Như vậy thì chúng ta có một số dấu hiệu về tổn thương tủy, thì dấu hiệu tổn thương cột sau cột bên chữ V ngược thì thiếu B12 hoặc là đồng hoặc là tổn đạm cười do NO2, rồi bệnh tủy do hạt vaccine như HIV, và bệnh tụy HIV thì gọi là bệnh người ta gọi là bệnh không bao HIV, rồi bệnh tụy nhiễm độc và nhiễm chất trắng, bệnh liệu hiệu mắc rắn hoặc mắc cú thì gặp trong nhiều máu tụy, viêm tụy thần kinh chẳng hạn, tụy và bệnh xét nghiệm cột bên đeo cơ, rồi nhiễm trùng virus enterovirus. Nếu bệnh tụy và bắt thuộc rễ mang tụy thì chúng ta gặp trong nhiễm trùng như là bệnh liêm chân mai virus vân vân, bệnh lý mô hạt như là viêm mô hạt thì có vô căn gọi là sắc coi dít lao hoặc là các sợi ký sinh trùng, rồi di căn. Bệnh mạch máu nội tụy thì chúng ta xem xét cái dấu hiệu rõ được là màng cứng. Bệnh tụy mà có tín hiệu cao trên T2 thì lan tỏa thì chúng ta cần tìm viêm tụy thì thần kinh chẳng hạn, liên quan đến các cái bỏ riêng biệt giống như cục bên theo cơ, rồi B12 là bị cục sáu cục bên vào cái bằng cấp thoái hóa ba lê cục bên, rồi viêm tụy cần u, rồi các bệnh tụy do và thay thế một suy tụy xương đi kèm thì chúng ta xem xét đó là viêm tụy do tia xạ. Bắc thuộc bệnh tụy mà có bắc thuộc theo trục ngang lớn nhất thì dấu hiệu bệnh kép của tràng ép tụy theo hướng của chỗ tràng ép nhiều nhất, tổn thương hàng rào máu tụy. Như vậy cái tổn thương tụy thực sự rất là đa dạng và nhiều nhóm bệnh, thì hình ảnh học thì chúng ta có thể giúp xác định tổn thương, rồi chúng ta có thể gợi ý chẩn đoán. Và chúng ta cần hiểu biết giải phẫu rất quan trọng. Thì chúng ta cần có một cái tư duy chụp cần theo từng bước để thu hẹp chẩn đoán phân biệt, và chúng ta đừng có tự nhìn thấy cái hình na nã rồi chúng ta đọc. Nhiều khi tôi thấy một số nơi thì chúng có tổn thương tụy rồi chúng ta thích độc u là độc u, mà thích viêm là độc viêm, mà không có một cái lý luận gì hết, thì đó là một điều chúng ta sẽ bị mất cái hướng đi. Dừng lại nơi đây.